Vô. Xuống. Khóa xuống. Đưa lên. Đúng rồi. Khóa xuống. Đưa lên. Bình tĩnh, giữ đều. Hít hơi sâu vô nha. Không cần phải nhanh quá đâu. Chậm lại một xíu. Chậm lại một chút. Giữ hô hấp. Chậm lại một chút. Giữ hô hấp. 5 4 3 2 1 thả một cục tạ xuống. Một cục tạ. Cầm bên phải bên trái trước. Cũng được. Rồi tiếp theo, bước chân trái lên. Đưa bên tay phải lên. 2 1 vô. Rồi chậm chậm thôi, chậm lại, chậm lại, chậm, bình tĩnh, giữ hô hấp, giữ hô hấp, hết sức bình tĩnh nha. Tại vì bước dài cố gắng thăng bằng chân, nó sẽ đốt sức rất là nhanh. 8 giây nữa cho chân bên này. Rồi bình tĩnh, hít thở đều. Ngưng, đổi tay, đứng thở, thả lỏng, duỗi hai chân ra, lắc lư chân thả lỏng. Lắc lư chân thả lỏng đi. Sao biết cái chân nó mỏi rồi. 3, 2, 1, chân kia lượt lại, lên, tốt. Tốt, cứ bình tĩnh nha, hít thở đều. Bình tĩnh, hít thở đều. Combo này rất là nặng. Xuống, hít vào. Lên, thở ra, bình tĩnh, hít thở đều. Ngưng, rồi. Rồi, thả tạ xuống, thả tạ xuống đây, thả tạ xuống, thả lỏng tay. Vươn vai, đứng vươn vai ngay lập tức, nhanh. Nhanh, nhanh. Rồi 2 1 cầm tạ lên, cầm 2 tạ tím lên. Rồi squat xuống, nhảy nhẹ lên. Nhẹ thôi nha, nhẹ thôi. Rồi nhảy. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Không còn squat xuống sâu, không còn squat xuống quá sâu. Ờ đó, dùng cái lực cơ đùi đạp chân lên. Đáp nhẹ bằng mũi chân, sau đó đạp lên. Rồi thả lỏng đó, nhảy liên tục vậy nó rất là mệt. Đấy, cứ xuống. Ngưng, thả tạ xuống, thả tạ xuống, thả tạ xuống. Rồi, chuẩn bị lấy cái tạ màu đen, chống xuống. Tay chống lên cái cục tạ, chống tạ xuống. Rồi không hai cái rồi chống xuống. Rồi nhảy chân ra vô, ra vô, nhảy đúng gối hả? Nhảy 2 3 chống lên cục tạ hả? Vô. Rồi vậy thôi, đúng rồi. Ok, ok, tốt. Tiếp tục. Ngon, thả tạ xuống. Rồi chuẩn bị xuống tiếp. Đây, chuẩn bị vỗ vai. 2 1 vô. Tốt, rồi giữ đó. Hít sâu vô, bình tĩnh nha, bình tĩnh giữ nhịp hít thở, bình tĩnh giữ nhịp hít thở. Ba, hai, một, rồi đứng dậy thở đi, đứng dậy thở đi. Rồi đằng sau quay lấy mấy cái gối để trước mặt, chuẩn bị chống hai khuỷu tay xuống, plank cơ bản. 2 1 vô. Rồi đó, giữ mông thấp như thế, đúng rồi, hóp bụng lại, đúng rồi, khòm cái lưng như vậy á, gồng bụng vô, chính xác. Bình tĩnh giữ nha, bình tĩnh giữ. Sắp hết 4 phút rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Nằm. Rồi, rồi nằm xuống thở, nằm ngửa ra thở đi, nằm ngửa ra thở trong 5 giây. Chuẩn bị tiếp theo là nâng mông cơ bản. Đây, chống tay, nâng cao lên, giữ lại trên không, khi xuống mông không chạm đất. 3 2 1 vô, nâng. Đúng rồi, tiếp tục. Tiếp. Tiếp. 16. Còn 15 giây, ráng lên. Tiếp. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Rất tốt. Tập lại set nữa. Tập lại set nữa hả? Rồi quay lại nha, chơi luôn nha. Rồi chuẩn bị. Lần 2. Tạ tím. Chuẩn bị squat xuống, quăng lên tím thôi, tím thôi, xanh chịu không nổi đâu. 1 ký thôi. 2 1 vô. Không, squat xuống quăng lên. Squat xuống quăng lên. Đó, rồi, rộng chân ra một chút thì thăng bằng, đúng rồi. Đưa cái mông, khi xuống đưa cái mông ra sau. Xuống, đúng rồi, đưa mông ra sau xíu, đưa mông ra sau xuống. Được, ok, rồi, thả tay xuống. Rồi, thả lỏng tay chân, thả lỏng tay chân liền, duỗi chân liền. Tại vì chân nó sẽ mỏi. Rồi, bước này trước cũng được. Đúng, ok, chân trái, chân phải thì tay trái lên, đúng rồi.
sử dụng cơ bụng để quăng, lấy cái đà quăng cái tay lên một chút. Tốt. Tập bài này cho chân rất là thon dài thẳng. 2 1 ngừng. Thả lỏng chân ngay lập tức. Đó, thả lỏng chân. Đó, đừng làm vậy cái gì. Đá trước sau đi rồi cho nó thả lỏng. Đổi chân vô chân kia. Bước. Đúng rồi, lùi lại xíu. Tốt. Đó, dùng cái bụng đẩy cái tạ lên, đẩy cái tạ lên. Đúng rồi. Này, tạ 1,5 kg tới 2 kg là được rồi. Tập combo bài tập như thế này mệt lắm. Ngưng rồi, thả lỏng. Thả lỏng, chuẩn bị. Squat xuống nhảy lên nha. Bài tập này rất là mệt nè. Tại nhảy với cái trọng lượng tạ sẽ rất là mệt. Nhảy. Ok, thêm tạ một xíu gì là đủ mệt rồi. Rồi, đừng xoáng xuống sâu nha. Dùng cái mũi chân nha, em dùng cái mũi chân của em bật lên. Dùng mũi chân bật lên. Rồi, cố gắng lên. 5 giây nữa. 3 2 1 ngưng. Rồi, chuẩn bị, đúng rồi. Chống tay xuống, hai cục cà đen. Chống tay xuống và nhảy. Rồi, lên jump nè. Jumping out nè. 2, 1, rồi, nhảy. Ok. Đó, từng cái một như vậy, hít thở từng cái một, kéo chân cao như vậy, đúng rồi. Dùng cơ bụng rất là nhiều. Bình tĩnh, hít thở đều. Hết sức bình tĩnh, hít thở đều. Tập trung. Đó, từng nhịp một thôi. Ngưng. Rồi, chuẩn bị plank, vỗ vai. Plank chest. Không, tay thôi. Chưa chống khuỷu tay xuống đâu, thẳng tay. 2 1 vào, vỗ vai. Đó. Đấy, đúng rồi, vỗ vai như vậy đó, chính xác. Bình tĩnh, hít thở đều nha. Rồi, lấy cái tay vỗ vai, có thể hạ mông thấp xuống một chút. Còn 8 giây nữa, từng cái một thôi, không cần phải nhanh quá. Hít thở đều, giữ cái nhịp hít thở, giữ cái hô hấp. 2 1 ngừng. Rồi, chuẩn bị mới lấy giãn ra xíu đi, rồi đã lấy cái gối plank xuống cơ bản. Đó. Rồi, xuống. Lên xuống cơ bản rồi, ok, lên basic. Rồi, giữ cái người như vậy, đúng rồi, giữ người như thế là ok rồi, thẳng rồi đó. Hơi dồn vai về phía trước một chút. Đó, cái này tập tay siêu nhỏ luôn, tay vai lưng thì nhỏ luôn. Đấy. Rồi, ok. Ráng lên 10 giây nữa. Đó, tay vai lưng rất là nhỏ luôn. Rồi, ngưng. Rồi. Bụng mỏi lắm rồi, chuẩn bị 30 giây cuối. Rồi, nâng mông. Lên. Đó, đẩy mông cao lên, khóa lại. Đúng rồi, chân rất dài. Mười, tám, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Tốt quá rồi, nghỉ 8 phút tập combo luôn. Nghỉ. Được 8 phút rồi đó, bắt đầu xài sẵn rồi đó. Xài sẵn rồi, nghỉ.